Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta, dhammasavanakalo ayam padanta, dhammasavanakalo ayam padanta. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử, Liệu Pháp nghĩ tới một cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh cũng khá thú vị, đó là bài kinh Hàng Ma, kinh số 50 của Trung Bộ Kinh. Nó cũng có nhiều cái điều để đọc cái bài kinh đó, đó thì cũng có một số điều để đáng cho mình suy gẫm. Hàng Ma tức là hàng phục ma vương, thì bài kinh kinh Hàng Ma này đó là kể lại câu chuyện mà ngài Mục Kiên Liên, ngài hàng phục một hàng phục ma vương. Lúc bấy giờ thì tôn giả Mục Kiên Liên đang ở đang ở vườn Lộc Uyển, ở thì ngài đang đi kinh hành ngoài trời á, thì ngài thì đi kinh hành như vậy mà ác ma nó chui vào bụng vô trong bao tử ngài, nó quậy làm hôm đó ngài tự nhiên ngài xảy xong, mà hôm nay cái bụng của mình xong mà nặng quá, đi mà cảm thấy rất là nặng nề, thì ngài mới không đi nữa, ngài mới ngồi lại. Và khi mà ngài ngồi ngài chánh niệm đó, ngài nhìn xem thì ngài mới thấy rằng tại ra là con ma vương ác ma đó nó đi vào trong bụng của ngài, nó vào nó quậy nó chọc ngài chơi vậy đó. Thì ngài nhìn là ngài biết, vì ngài là đại thần thông mà, vì đại đệ tử mà đệ nhất về thần thông, thì khi mà ngài nhìn ra là biết ác ma đang phá đó, thì ngài mới là đi ra, ác ma đi ra đi, đừng có phiền nhiều Như Lai và đệ tử của Như Lai, nếu như vậy, nếu không đó thì ngươi sẽ bị bất hạnh và đau khổ lâu dài. Thì khi đó ác ma nó suy nghĩ nói rằng đó, vì sao môn này không có biết ta, không có thấy ta mà sao lại nói câu này được, chỉnh ngay cả vị bổn sư mà cũng không biết ta mau như vậy, làm sao mà cái vị đệ tử này mà biết ta được. Nó nghi ngờ, nó không tin là nó mới nhập vào bụng ngài mà ngài biết liền. Thì ngài Mục Kiên Liên, ngài nghe nói vậy đó, ngài nói rằng đó, ta biết mười ngươi mà ta còn biết ngươi là ngươi đang nghĩ rằng là vị này không có biết ta. Ác ma, ngươi đừng có nghĩ như vậy, đừng có quậy phá Như Lai và đệ tử của Như Lai, nếu không đó là như ngươi sẽ chịu đau khổ. Thì ác ma đó nó mới suy nghĩ, như vậy là vì sao môn này biết ta rồi, thấy ta rồi, khi đó mình nói như vậy, thành ra đó nó biết là nó không qua mặt ngài Mục Kiên Liên được, nên nó mới từ miệng của ngài Mục Kiên Liên nó bước ra, nó đứng dừa ngay nơi cửa miệng á. Thì ngài mới thấy ngài nó đứng dừa ngay cửa miệng đó, thì ngài cũng nói tiếp, ngài mới nói rằng, ác ma, ta thấy ngươi rồi, ngươi đừng có nghĩ rằng là vì này không có thấy ta. Ngay đó ngươi đang đứng nơi cửa miệng của ta đó, ngươi nên nhớ đó, kiếp xưa ta cũng là một ác ma tên là Dusi, còn á ngươi là con trai của chị ta là tên là Kali, thì như vậy ngươi là cháu của ta. Thì bắt đầu ngài mới kể cho nó nghe cái câu chuyện tiên thân, để cho ngài biết ngay tại nay không biết những biết ác ma ngay trong hiện tại, mà ngài còn biết được ác ma, cái tiên kiếp của ác ma nữa. Và bản thân ngài ngày xưa ngài là một vị ác ma tên Kusi, tên Dusi. Thì lúc bấy giờ đó, vào thời Đức Phật quá khứ là Đức Phật Kakusantha, thì Đức Phật ngài cũng có hai vị đệ tử là Vithura và một vị tên là Sanchiva. Cái vị mà tên là Vithura có nghĩa là vô song, không có ai sánh kịp. Là vị này á, là vị thượng thượng thủ thanh văn mà về thuyết pháp rất là giỏi. Còn có vị tôn giả tên là Sanchiva là một người hành thiền rất là giỏi, có thể vào được thiền diện một cách rất là dễ dàng. Thì bây giờ là ác ma thì quý vị biết rồi, ác ma là ma vương. Ma vương là cái thế lực của những cái pháp mà nó chỉ muốn là tất cả những cái chúng sanh ở trong cái quả đời này đó là phải chịu cái sự khống chế của nó. Thành ra người nào mà tu tập thì nó muốn phá. Vì vậy cho nên là thấy hai vị này là rất là giỏi như vậy thì họ tìm cách họ phá. Mà muốn phá như vậy đó. Thì bây giờ vì ngài tôn giả Sanchiva khi đó ngài đang nhập diệt thọ tưởng định. Lúc đó là không còn thọ, không còn tưởng, gần như là cái tâm của các ngài không có hoạt động nữa. Thành ra cái thân của quỷ ngài là giống như là chết rồi vậy.
nhìn vào bên ngoài là cứ tưởng chết rồi, thậm chí không còn hơi thở, không còn tâm, không còn cảm thọ luôn. Thì khi đó những cái người mà chăn bò và người làm ruộng và những người đi ngang đường, họ thấy ngài đang ngồi thiền mà ngồi như vậy mà không thấy có hơi thở gì cả, thành ra họ tưởng ngài chết rồi. Họ nói cho cái vị trên vị sư này hay quá, đang ngồi thiền như vậy mà tịch luôn, thôi cái vị thật là hy hữu, thôi thì chúng ta hãy đem ngài đi hỏa táng đi. Rồi xong rồi họ mới đem, mà bên quý vị biết bên Ấn Độ đó, cho tới bây giờ cũng vậy, người ta hỏa táng là người ta không có là có để liệm ở trong quan tài như bên mình, rồi cũng không có những cái lò thiêu, mà người ta cái xác như vậy đó thì người ta chỉ việc á là chất củi, chất than, thậm chí là chất cái phân bò khô đó, phân bò mà người ta phơi khô đó, người ta chất lên. Thì ở đây cũng vậy, người ta cũng đi lườm cỏ, lườm củi, lườm phân bò, người ta chồng lên thân của ngài Chan Chiva đó, người ta đốt lửa xong người ta bỏ đi. Nhưng mà do cái oai lực của cái thiền diệt thọ tượng đình á, thì dù lửa có đốt cũng không cháy, cho nên là người ta tưởng là đốt ngài là ngày hôm sau ra là chỉ thấy động tro thôi. Không về đó, ngài vẫn ngồi thiền như vậy, và khi mà đêm tàn, sáng hôm sau gần sáng đó thì ngài xuất đình, ngài phủi áo, sau buổi sáng ngài đắp y, ngài cầm y bạc ngài đi vô trong làng khất thực. Thì những cái người mà chăn bò, những người làm ruộng mà ngày hôm qua họ thì họ tán ngài đó, mà bây giờ mà họ thấy ngài đi khất thực họ rất là ngạc nhiên, và họ nói là thật là vi diệu thay, thật là hy hữu thay, vị này ấy, chết mà vẫn ngồi là đã hy hữu rồi, mà bây giờ đó, mà mình thì họ tán rồi mà ngài sống lại nữa, thì đúng cái tên của ngài xứng đáng là Sanh Chiva, chữ Sanh là khéo léo và Chiva là sinh, là được sinh ra, tức là ngài á, ngài chết rồi mà ngài cũng sinh ra lại, thành ra đúng là gọi là Sanh Chiva thì quả đúng rồi đó, người ta rất là hoan hỷ. Thì khi mà người ta hoan hỷ như vậy, hoan hỷ với ngài, với cái vị tôn giả Sanh Chiva như vậy đó, thì ác ma Đu Si khi đó mới suy nghĩ á, ta không có biết được cái chỗ đến và chỗ đi của cái vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này là rất là có giới hạnh và có thiền pháp. Mình không biết chỗ đến chỗ đi của cái vị này. Mà bởi vậy á, muốn vậy đó thì bây giờ đó mình phải làm sao mà mình chi phối cái vị này. Mà muốn chi phối cái vị này đó chỉ có cách là nhập vô trong cái những cái vị Bà La Môn, những cái vị gia chủ, những cái vị cư sĩ á. Khi nhập vô họ rồi đó thì xúi họ. Thủy họ đó là đi đến phỉ báng, đi tới chửi bới, đi tới hài cả cái vị tỳ kheo mà có giới hành, có thiền tánh này. Khi mà họ, những cái vị tỳ kheo này á, mà họ mà bị mà lì, bị sống, bị chê trách, bị chửi bới đó, thì họ sẽ đổi tâm, họ thay đổi tâm. Họ sẽ khởi cái tâm sân, hoặc khởi cái tâm oán ghét, cái tâm bực bội. Mà khi mà họ khởi cái tâm sân như vậy đó, thì ác ma khi đó mới có dịp mà chi phối họ. Thành ra nghĩ như vậy thì ác ma đó mình nhập vô trong Bà La Môn gia chủ, và khi đó bắt đầu mình đi tới chửi mắng, chê trách rồi nhiều hài các vị tỳ kheo mà có giới hạnh. Thì họ chửi, họ lời chửi cái lời rất là nặng, họ nói đó, những kẻ trọc đầu sa môn giả hiệu, những người tiền nô, hắc nô. Tiền nô tức là những cái người mà đầy tớ tế là hà tiền đó, hắc nô tức là những cái người đầy tớ mà da đen đuổi đó. Xanh từ gọt chân, xanh từ gọt chân là tức là những người mà họ đẳng cấp mà thủ chiến Đa La đó, là được gọi là xanh từ gọt chân của Phạm Thiên, là giai cấp hạ tiền đó. Họ tới hồi chưa nói là mấy người này, họ nói là chúng tôi tu thiền, nói tu thiền vậy đó, nhưng rồi họ ngồi là hai vai thì thụt xuống, mặt thì cúi xuống, mê mê dài dài tu thiền, nhưng mà gọi đó nói là tu thiền, nhưng thật sự đó là mê thiền, là si thiền, là dài thiền. Rồi á, họ chửi như vậy, xong họ còn ví dụ nữa, giống như là con cú mà nó đầu trên cành cây, nó rình bắt chuột, mà nó nói là nó tu thiền, nhưng thật sự nó là mê thiền, là si thiền, là dài thiền thôi. Rồi cũng giống như là ví dụ như con giả cang tức là con chó rừng đó, mà khi mà nó rình cả thì nó cùng cái tư thế nó cũng thô rô, nó cũng có vai, nó cũng thụt cổ lại, nhưng mà thật sự nó cũng si dài dài thôi. Rồi ví dụ như con mèo mà ngồi rình chuột cũng vậy, nó cũng á, là cũng ngồi mà có ruột ruột vậy, nhưng mà cũng chỉ là mê thiền, si thiền, dài thiền. Hay là như con lừa mà đặt gánh nặng mà được đặt xuống đó.
thì nó cũng thuộc cổ. Họ chửi đó, vì khi mà ác ma mà nhập vào họ đó, họ tới họ chửi, họ nói rằng mấy ông này nói tu thiền vậy chứ tu gì mà tu, ngồi giả bò nhắm mắt, ngồi giả đò thuộc vai vậy chứ còn trong tâm thì si si mê mê chứ không có thiền gì hết. Thì những cái người này đó, thì ngài 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 một kiên liên ngài kể lại đó, ngài nói những cái vị mà họ khi mà họ bị nhập vào như vậy, họ tới họ chửi bới như vậy đó, thì phần lớn những cái người đó đó sau khi mà họ chết là họ phải đọa vào địa ngục cả. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Đức Phật Kakusanta ngài mới khuyên các vị tỳ kheo đó là bây giờ người ta tới người ta chửi mắng, người ta mà lì, người ta chê trách, người ta nhiễu hại các con như vậy đó, thì các con cũng đừng có đổi tâm, đừng có khởi tâm sân, mà hãy biến mạng một phương với tâm câu hữu với tư, rồi an trụ cũng như vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, rồi trên, rồi dưới, rồi bề ngang, rồi tất cả các phương đã ngồi đó, tất cả chỉ ngồi như vậy và an trụ biển mạng và tâm từ quảng đài vô biên không hận không sân. Thì với cái tâm từ như vậy đó thì sẽ không hận không sân, thì không thì sẽ không bị thay đổi tâm, cái tâm của mình không hề bị lay chuyển, không hề bị dao động khi người ta chửi bới. Thì như vậy đó, đây là cái cách mà Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo, là khi mà bị người ta chửi bới nặng lời như vậy thì mình phải phát triển tâm từ. Thì khi mà các vị tỳ kheo này mà phản trụ tâm từ, mà mặc dù mà ác ma thấy rằng là ô mình muốn là kêu người ta tới chửi bới ngài, chửi bới những cái vị tỳ kheo này để cho họ khởi sân, mà sao họ không có khởi sân, như vậy là cái phương pháp này của mình là thất bại rồi, như vậy mình phải đổi chiêu, bây giờ đổi chiêu khác. Bây giờ không chê, không chửi nữa. Bây giờ đổi chiêu khác là tới khen người cái sự sao. Bởi vì những người mà chê họ không bị á, thì họ không có bị ảnh hưởng thì biết đâu mình đem lời khen, mình tán thán thì họ lại khởi cái tấm ngã màng, cái tấm tham ái thì sao. Thành ra, bà là, thì khi đó ác má đó lại xúi những cái vị gia chủ đó là tới hay khen người, tán thán, rồi tôn trọng, đành lễ, cúng dường. Coi như là ca họ lên tới trận chiến tầng mây luôn. Thì thường thường quý vị thấy rằng là có những người khi người ta chửi thì không sao, mình khắc phục được, nhưng mà khi người ta khen mình đó, người ta tổ tạng dương cũng dương cho mình, thì khi đó rất là dễ sanh cái tâm là ngạ mạn, tâm là phỏng túng, phỏng vật và dễ vui. Thì khi mà Đức Phật biết được là các vị tỳ kheo là đang bị nhiễu hại bằng cái cách người ta tạng thẳng, người ta cúng dương như vậy đó, thì ngài dạy các vị tỳ kheo đó là bây giờ đó các ông phải dùng cái phương pháp tu đó là sống quán bất tình, tức là mình quán bất tình trên thân của mình, tức là người ta đề cao cái mình vậy, nhưng mà mình thấy cái thân này không có cái gì để mà đáng đề cao cả, cái thân này là bất tình, là nhớ nhớp. Rồi đó, người ta cúng dường cả cái món ăn thường vị, món ăn ngon lành á, thì phải quán tưởng nham chán đối với các món ăn, dù món ăn còn ngon lành đến đâu đi nữa đó, mà khi mà xúc chạm tới cái thân uế trược này thì nó cũng sẽ trở thành uế trược thôi. Như vậy á, là quán cái nham chán đối với vật thực, rồi quán tưởng bất khả lạc với tất cả thế gian. Bây giờ người ta có cho mình cái địa vị cao đi nữa thì cái địa vị cao đó nó cũng đem theo rất là nhiều cái phiền toái, rất là nhiều cái trở ngại. Rồi nếu như người ta có cho mình tài sản đi nữa, cái tài sản đó nó cũng sẽ là một cái trở ngại trên cái sự tu tập của mình. Thành ra đó, tất cả những cái thế gian này đó, mình phải quán tưởng, mình phải chú tâm tới cái mặt bất khả lạc, tức là cái mặt mà không có vừa ý, không có súng, không có đem lại hạnh phúc tuyệt đối của các pháp thế gian, và quán tánh vô thường đối với tất cả các hành. Thành ra khi mà quán vô thường rồi thì người ta có đem tới, người ta có khen hay người ta cúng dường hay người ta tấn bốc mình thì mình cũng thấy tất cả cái này là chỉ là vô thường, cho nên mình không có dính mắc. Thì các vị tỳ kheo đó, khi mà được Đức Phật dạy cái cách như các vị cũng đi đến gốc cây, đi đến khu rừng, chỗ vắng đó, bắt đầu cũng quán y chang y như Đức Phật dạy như vậy. Thì ác ma đó, mà thấy mình làm như vậy mà cũng không khiến, không có lay động được tâm của các vị tỳ kheo, thì bây giờ đó nó mới tìm cách là nó mới nhập vào một đứa trẻ. Nhập vào một đứa trẻ để cầm một cái hòn đá đánh trên đầu tôn giả Vithura, là cái vị tôn giả mà giỏi về thuyết pháp đó, đánh cho vị này mà lọ đầu chảy máu luôn. Thì vị tôn giả Vithura đó, mặc dù mà bị bể đầu chảy máu như vậy, nhưng mà vẫn bị trầm tĩnh,
bưng bình bát đi sau lưng Đức Phật để đi khất thực. Thì Đức Phật nhìn thấy những cái thấy ác ma là quá đáng rồi. Thành ra Đức Phật ngài mới suy nghĩ đó, ngài nói rằng ác ma đu si này không có biết cái sự vừa phải. Thành ra là khi mà ngài suy nghĩ như vậy và ngài nhìn vào ác ma đó, thì ác ma đu si là ngay chỗ đó đó là từ trần và sanh vào quả địa ngục liền. Bởi vì ông đã quá đáng, ông đã tạo cái nghiệp quá đáng đấy. Thì khi mà đọa vào địa ngục như vậy đó, thì bị trùng nước sôi, bị cọc sắt đâm vào tim, rồi đò nhiều ngàn năm trong địa ngục như vậy, thậm chí đã trải qua 1.000 năm trong đài địa ngục bị nấu sôi, vân vân. Thành ra đó, rồi để mà có một cái kiếp mà thân hình thì như cái đầu, thân thì như con người, mà đầu thì đầu như con cá. Thì khi mà tôn giả một kinh liên mà kể xong như vậy đó, thì ngài mới nói rằng xưa đó là ta cũng đã từng là ma vương như vậy, rồi ta phá như vậy, mà khi mà ta phá mà quá đáng đó thì ta bị đọa địa ngục mà tới cả hàng ngàn hàng vàng năm, rất là đau khổ sở. Mà bây giờ mà ngươi mà cũng cứ làm như vậy đó thì ngươi cũng sẽ chịu khổ đau. Thì khi mà ác ma mà nghe như vậy đó thì ác ma cũng sợ hãi, rất là đau khổ, cho nên là ác ma bỏ đi, biến mất, không có dám phá ngài một kiên liên nữa. Thì sau đó thì có cái để kết thúc ấy, thì có một cái bài kệ rất là dài. Thì bài kệ này thì là ngài kể lại cái câu chuyện quá khứ của ngài, rồi ngài nói rằng đó những cái người ác ma mà tạo ác nghiệp như vậy, nhiễu hại Như Lai hay các vị thì đệ tử của ngài đó, mà tưởng rằng là ác quả mà không đến với ta đó, thì điều đó không, đừng gọi đó là vọng tưởng thôi. Phải, ông phải biết rằng á, là những cái nghiệp ác đó nó chất chứa và nó đem cái quả rất là xấu. Thành ra ông hãy tránh xa đi, tránh xa Đức Phật và tránh xa các vị tỳ kheo, đừng có phá. Vì vậy nghe mà như vậy đó thì ác ma sợ quả, ác ma bỏ đi. Thì bây giờ đó, nội dung cái bài kinh này đó thì mình thấy nó có toát lên hai điều chính. Thứ nhất đó là cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, là khi mà mình bị chê, khi mà mình bị người ta chửi bới, người ta mà lì, người ta nhiễu hại như vậy đó, thì mình rất là dễ khởi tâm sân. Mà trong cái trường hợp đó, để mà khỏi khởi tâm sân đó, thì mình nên tu tập rải tâm từ, mình an trụ tâm từ và rải khắp cả 10 phương, đông tây nam bắc, rồi đông nam tây bắc, tây nam tây bắc đó, rồi phương trên và phương dưới, mong cho tất cả chúng sanh là đừng có oán trái lẫn nhau, đừng có được sự an vui. Thì khi mà tâm an tâm từ mà lớn mạnh như vậy đó, thì mình sẽ không khởi cái tâm sân hận. Rồi ngược lại, khi mà người ta khen ngợi á, làm sao để cho mình khỏi khởi cái tâm ngã màng và dính mắc vào trong những lời khen, thì bằng cái cách á, là phải quán bất tịnh của thân mình, quán cái sự nham chán của vật thực, quán cái sự bất khả lạc của tất cả các pháp trên thế gian, và quán cái sự vô thường của tất cả các hành, để mà đối trị lại với cái pháp mà người ta khen người tán thán. Và một mình thấy có một cái ý nữa đó là ác ma đu si là cái thời đó đó mà phá hoại các vị tỳ kheo, các vị thường thủ thanh văn như vậy, bị đọa vào địa ngục rất là lâu. Nhưng mà rồi đó, khi mà trả hết nghiệp rồi, cho tới những cái kiếp mà khi bây giờ trở lại làm cái kiếp người, trong cái kiếp của Đức Phật Thích Ca đó, thì vẫn được sanh làm một vị tỳ kheo, vẫn chứng đắc đạo quả, vẫn trở thành một vị đại đệ tử. Thì để thấy rằng đó, con người có thể chuyển hóa được. Không phải ai mà ác rồi thì là bất khả, là không có thể mà phục hồi được. Nhưng mà họ dù họ ác tới bao nhiêu, nhưng mà nếu như họ tu tập, họ biết sửa đổi đó, thì họ vẫn có thể giải thoát thôi. Dạ, thì đây là ý nghĩa của bài kinh Hàng Ma, kể câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên hàng phục của ma vương như thế nào. Tức là bằng cách kể lại câu chuyện cho nó thấy rằng là gương của những cái vị ác ma đó, nếu như phá hoại Đức Phật, phá hoại các vị đệ tử của Đức Phật, thì sẽ chịu cái kết quả rất là đau khổ. Mà ở đây cũng nói thêm đó là cái mưu trước của ác ma là nó muốn nào hai các vị tỳ kheo đó, thì nó không có tới nó hai trực tiếp đâu, mà nó thông qua cái hình thức là chửi bới hay là khen ngợi để khiến cho các vị tỳ kheo dao động. Cho nên giả sử như bây giờ mà mình tu tập đó,
Và mỗi lần mình thấy có ai chửi bới hay là có ai mà tới khen ngợi đó, mình thấy cả hai này, hai cái hình thức này nó đều là một cái hình thức thử thách cái sự tu tập của mình. Mà cái thử thách đó đó nó giống như là cái sự phá quấy của ma vương. Thì mình cảnh giác không những với cái sự chửi bới mà lì, mà mình phải luôn cảnh giác luôn cả cái sự khen ngợi. Nhiều khi là cái những cái viên đàn bọc đường đó, những cái lời khen ngợi người ta được ví như là viên đàn bọc đường, mình cứ thấy ngọt quá mình không biết, nhưng mà thật sự trong cái ngọt đó, đó là những cái vũ khí họ hại mình. Thì như vậy nói hàng ma ở đây không phải chỉ là hàng phục cái ma ở bên ngoài, mà hàng phục những cái phiền não ma ở trong tâm của mình, khi bị chê, khi được khen, khi cái hoàn cảnh sung túc hay là khi cái hoàn cảnh mà khó khăn. Dạ, thì bài kinh chỉ có ngắn như vậy thôi, nhưng mà để kể cái câu chuyện đó là ngày xưa mà các vị mà có thân thông đó có thể nói chuyện với ác ma, rồi nhận diện ác ma ra sao và hàng phục ác ma như thế nào. Dạ, thì xin được dừng lại cái buổi thời pháp hôm nay ở đây để nhường mất lại cho đại chúng trong phần pháp đàm. Và không biết hôm nay vị nào làm MC ha? Xin mời chị nhường mất lại cho MC ạ.